Alo, mười hai bà con alo, chào bạn, mình là Du, cảm ơn các bạn đã đến với kênh Du và Vi, một kênh cung cấp kiến thức về lập trình mobile. Hiện tại thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm bằng Java và tương lai sẽ nhiều ngôn ngữ khác như là Unix, Reactive, React Native hay là mình đang bị phát triển, không biết các bạn nào thích iOS không? Mình đang bị phát triển về iOS. Ok, thôi, nguyên thuyên thế đủ rồi. Nhớ khái là đang kêu gọi các bạn nhớ đăng ký kênh và subscribe mà. Nhớ subscribe và nhớ like video nhá. Like nhiều vào. Đó. Ok. Thì ở video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn đến nít cái video làm game đổi hình bắt chữ. Thì ở video trước mình hướng dẫn các bạn về cái phần lớn sự kiện rồi. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm về cái thằng tech win. Đấy, tech chiến thắng á. Cách làm sao khi người dùng trả lời đúng hết rồi ạ. Ok. Thì bây giờ vào đây. Trong này nha. Mình sẽ vào đây mình sẽ tải vào cho nó à. Một cái private. Một cái biến, một cái hàm private void take win. Nó tên là take win. Check win, cái hàm check win hôm nay như kiểu là ở video trước mình có nói á, thì cái set cái đầu tiên là hiển thị, thì nên cái phần hiển thị là cái phần người yêu các bạn chưa đủ 18, cái phần set sự kiện là cái phần hôm nay là người yêu các bạn cho phép các bạn sờ nắn hay làm cái gì đấy khi đã đủ 18 tuổi rồi đó. Thì còn cái check win là sao? Check win là check đến giới hạn, nhưng mà làm sao nữa, làm cái gì làm phải đến giới hạn thôi, không ai cho không ai cái gì đâu. Là cầm tay thì cầm tay chỉ được cầm tay thôi, không được làm cái khác đấy, giới hạn nhá. Check win nè, cái đơn giản kiểm tra đầu tiên mình sẽ đầu tiên tạo ra scene trước nhờ exe đó, ấn exe bằng một cái chuỗi rỗng đi đấy. Tiếp theo đấy mình sẽ for x cái nít đáp án của người chơi string s1 2.arr câu trả lời đó, câu trả lời người chơi này đó. Thì câu trả lời nghĩa là sao? Thì cái thằng s này sẽ bằng s cộng s1 lấy ra cái chuỗi mà người dùng chọn trả lời đúng không. Rồi tiếp đến nữa thì mình sẽ s bằng s chấm to ok đó. Rồi và sau đấy mình kiểm tra nếu như mà cái s nè mà chấm acquire cái thằng gì, kiểm tra so sánh nó với cái thằng đáp án cũng chấm to ok đó thì sao, nếu mà mình sẽ cho pass cho một cái thông báo chấm make text này, pass chấm make text chuyển vào con text đầu tiên là zip. Tiếp đến nữa nha, tiếp đến nữa là cái string là bạn đã chiến thắng đáng ạ. Rồi tiếp đến nữa là một cái thông báo xem nó là short hay long, có nghĩa là số điện dài số điện ngắn, mình cho số điện ngắn thôi, chấm sâu ok. Rồi sau đấy hết à, và cái hàm check win mình sẽ gọi ở đâu? Mình sẽ gọi ở thằng các sự kiện khi mình nhấn đáp án á, mình gọi thằng check win đây. Ok rồi toàn tôi bỏ mẹ, chết rồi. Sorry các bạn nhá, mình vừa cấm con máy ảo mà con máy thật của mình vào thì nó nhận bố. Đây mình sẽ run ở trên con app này, trên con NX của mình. Thì cắm, tôi thì cắm lại cắm nhầm lỗ. Rồi bấm này, ví dụ yếu ớt không, bây giờ mình chọn này, mình chọn xài, mình cứ chọn xài. Đấy, không được không, yếu rồi, thiếu chữ e, yếu
bỏ mẹ tài rồi, có bug này. Đấy, qua nhìn thấy bug rồi, nó không xét thằng này cho mình. Đó, mình xóa đi nhé. Ví dụ đây đơn giản thôi, đơn giản mình xóa thằng này, đây xóa thằng này, xóa thằng này, mà mình muốn xét chữ E ở trong này là không được này. Đấy, thấy sai không? Sai, quá sai. Bây giờ sửa cái gì? Đơn giản này thôi. Về sửa ấy, thay vì thay đây là mình xét cái vị trí index. Đây đơn giản này thôi. Đơn giản. Mình for x cho thì for y int y bằng 0 chấm phải y nhỏ hơn arr câu trả lời chấm sai. Đấy, arr câu trả lời chấm sai chấm phải y cộng cộng. Đây, nếu như mà nếu như mà cái thằng arr câu trả lời ở vị trí thứ y của mình mà nó chấm len bằng không thì cái index kia của mình sẽ phải bằng vị trí thứ y đó, sau đó thì break đó. Còn lại này thì cái bạn này nó kiểm tra xem là cái ô nào đang trống thì sẽ xét cho ô đấy. Rồi bây giờ nhá, mình sẽ bấm này thì bấm đây này. Ví dụ mình xóa chữ D, mình muốn cái chữ thì lúc đấy mình bấm chữ E nó sẽ xét cho mình. Hiểu chưa? Tiếp đến này. Quá. Gì vậy? Quái. Nếu như mà cái thằng vị trí chấm len khác không thì return. À không thì các bạn xóa thằng này đi cho mình. Thằng này sai á. Mình nhầm. Rồi, bây giờ mới đúng này. Rồi, chạy lại này. Xóa thằng này. Bấm. Đó. Rồi mới chuẩn này. Rồi. Hiểu không? Hiểu. Ớt. Bạn đã chiến thắng. Đó. Nhớ chưa? Ok chưa? Đó là phần xét win. Rồi. Thì ở đây ấy. Mới là. Nôm na mới là. Cái thằng. Cái thằng hiện tại data mình đang fix cứng. Alo. Ủa. Hình như nó bị rè đó. Loa mình có vấn đề rồi. Data đang fix cứng. Thì ở video lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn data fix động. Có nghĩa trả lời thì có nghĩa không thể trả lời một câu xong thôi đúng không? Thì bây giờ mình phải trả lời nhiều câu. Ok chưa? Đó. Rồi, video của mình xin được dừng lại ở đây. Chúc bạn học tiếng vui vẻ. À quên. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Ok. Chúc bạn học tiếng vui vẻ.